Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với Review 5 phút. Ở cuối tập 64, sau khi Vương Lâm vào tiên giới, anh ấy đã lập tức lấy mạng một tên tu sĩ của Đại La Kiếm Tông và lấy đi bảo vật của hắn. Không lâu sau, Vương Lâm đã bước ra từ một tòa truyền tống trận, trước mắt anh ấy bây giờ là một mảnh sa mạc rộng lớn. Đang đảo mắt nhìn quanh, Vương Lâm lại vô tình cảm nhận được phía sau mình xuất hiện một loạt bóng đen. Ngay lập tức bàn tay khẽ động, cấm phiên cũng liền xuất hiện trên tay. Thế nhưng, nhìn kỹ lại, Phương Lâm mới thấy những cái bóng đen kia chỉ là hư ảo mà thôi. Đến đây, Phương Lâm tự hỏi mình lẩm bẩm nói, năm đó tiên giới đã rốt cục xảy ra chuyện gì, vì sao lại bị hủy diệt tới mức này? Nghi vấn này lại khiến trái tim Vương Lâm đập mạnh, hắn trầm mặc nhìn về phía ảo ảnh đi tới, thì thấy họ đang bước vào một buổi yến tiệc. Tuy nhiên, đang trong lúc yến tiệc diễn ra thì đột nhiên một vị lão nhân đứng dậy, sau đó trên tay lão ta một quả lôi cầu màu tím xuất hiện. Ngay lập tức, nó liền phóng thẳng lên trời cao, thế nhưng cũng không biết từ đâu đột nhiên lại xuất hiện một quyển ảnh khổng lồ đánh mạnh vào lôi cầu. Cứ thế, một vụ nổ âm âm bạo phát giữa không trung, lôi cầu vỡ tan, nắm đấm khổng lồ kia cứ thế ập xuống đánh vào tòa cung điện, áp lực đè nén khiến mọi thứ vỡ vụn. Tuy nhiên, trong tình huống khẩn cấp, rất may đã có hai vị tiên nhân xuất hiện, liền ra tay đỡ lấy một quyển này. Cứ như thế, trận chiến kinh khủng diễn ra. Giờ khắc đó, Vương Lâm như đắm chìm trong huyễn tượng, tâm thần kịch chấn. Tuy nhiên, cùng lúc đó, ở bên ngoài, thân ảnh Hồng Điệp lại từ đâu xuất hiện. Ngay sau đó, cô ta liền đánh ra một đạo ngân quang thẳng về phía Vương Lâm. Rất may đúng vào lúc đó, Vương Lâm đã kịp tỉnh táo lại, cổ tay vung lên, chiếc vòng trong tay phát sáng, lôi oa liền xuất hiện, rồi phun ra một quả lôi cầu về phía ngân quang trước mắt. Khoảnh khắc va chạm, một tiếng ầm ầm vang lên khắp thiên địa, lôi oa bị kinh khí chấn bay lùi lại mấy trăm trượng. Thấy vậy, Vương Lâm sắc mặt âm trầm, thân thể bay lên đứng trên đầu lôi oa, ngẩng đầu nhìn nữ tử phía sau ngân quang quát. Hồng Điệp ư? Khuôn mặt Hồng Điệp lạnh như băng, ánh mắt lộ vẻ bình tĩnh. Cô ta nhìn Vương Lâm chậm rãi nói, người quả nhiên biết ta, nói đi, người rốt cuộc là ai? Thiên kiêu chi nữ của Tuyết Vực Quốc, có ai mà không biết? Không nói sao? Vậy thì hôm nay người lưu lại ở đây đi. Vừa nói, nữ nhân này vừa giơ tay phải lên, chỉ thấy một đạo ngân quang lóe lên trong tay, nàng lạnh lùng nhìn Vương Lâm. Thấy vậy, Vương Lâm đáp, ngươi trong vòng trăm năm đã đạt hóa thần hậu kỳ, không biết trong thời gian đó cha mẹ ngươi có còn khỏe mạnh hay không. Hồng Điệp nhướng mày, ngân quang trong tay vung lên, trong nháy mắt bầu trời tràn ngập ngân mang hướng tới Vương Lâm. Đối diện với nó, Vương Lâm mau chóng vỗ lên lôi oa liền há mồm phun ra một lôi cầu. Khi lôi cầu còn ở giữa không trung, Vương Lâm đã quát khẽ một tiếng, bạo. Dứt lời, lôi cầu liền tự bạo, hóa thành vô số đạo lôi điện va chạm với ngân quang. Sau khi chặn đòn đó, Vương Lâm liền lập tức lui lại, bay về phía xa. Đồng thời, Vương Lâm lại nói tiếp, Hồng Điệp, cha mẹ ngươi ngoài ngươi còn có cô con gái nào khác hay không? Nếu không, vậy không phải là không có ai đưa tang hay sao? Ngươi thật là điều bất hiếu. Nghe vậy, Hồng Điệp nhíu mày, trên tay nàng, một cây kiếm cũng liền xuất hiện, sau đó vung tay lên, kiếm khí liền phóng ra quang mang kèm theo hơi lạnh thấu xương hướng về phía Vương Lâm mà đánh tới. Ánh mắt Vương Lâm sáng lên, cấm phiên hiện ra trong tay. Cùng lúc đó, từng đạo cấm khí từ trong hắc vụ gào thét lao ra, hóa thành những đầu ác long nhằm vào phi kiếm. Sau đó, thân thể Vương Lâm lập tức biến mất, khi xuất hiện đã ở phía sau Hồng Điệp hơn 10 trượng. Hai tay bắt quyết, nhất thời một tia linh lực từ trong cơ thể tỏa ra, hình thành một dòng khí lưu mang theo ý cảnh sinh tử, đánh về phía Hồng Điệp. Thấy vậy, Hồng Điệp lại nhăn mày, hử lạnh quát. Người chán sống rồi sao? Nói xong, tay phải nàng giơ lên, giữa không trung xuất hiện năm ngọn núi tuyết, âm âm đánh xuống. Thế nhưng, khi nó cùng dòng khí lưu mang theo ý cảnh sinh tử của Vương Lâm va chạm, công kích uy lực đã liền giảm mạnh. Tuy vậy, trong khoảnh khắc đó, uy lực của ngọn núi kia vẫn còn. Bởi vậy, ý cảnh chứa trong nó liền khiến Vương Lâm trọng thương, trên miệng thổ huyết, vết máu kia liền bị đóng băng ngay lập tức. Tới đây, Vương Lâm mới giật mình, ngay sau đó, anh ấy lại một lần nữa nhắc tới cha mẹ của Hồng Điệp, khiến đạo tâm của cô ta dao động. Nhiều khoảnh khắc ấy, khi Hồng Điệp mất 1-2 giây buông lỏng, Vương Lâm đã thu lại lôi oa và chạy được một đoạn đường rất dài. Đến khi tỉnh lại, nhìn theo Vương Lâm, Hồng Điệp tức giận quát, chỉ là hóa thần sơ kỳ lại dám phá hủy đạo tâm của ta, người này tuyệt đối không thể lưu. Dứt lời, cô ta cũng liền đuổi theo Vương Lâm. Và rốt cuộc sau một hồi, Hồng Điệp cũng bắt kịp tốc độ của đối thủ. Trong khoảnh khắc khi Hồng Điệp tới gần, Vương Lâm thấy một cảm giác nguy hiểm xuất hiện trong đại não của mình. Thế nhưng, đồng thời vào lúc đó, hư ảnh bàn tay khổng lồ lúc trước mình nhìn thấy lại hiện lên trong đầu Vương Lâm. Bất chợt trong vô thức, Vương Lâm lại học được cách thi triển nó. Cứ thế, thân thể Vương Lâm bỗng nhiên bay lên trời cao. Sau đó, tay phải bất chi bất giác vươn ra, đánh thẳng xuống phía dưới một cái. Nhất thời, các loại khí kỳ dị từ bốn phương tám hướng ngưng tụ lại. Sơ khắc ấy, ở bên dưới Vương Lâm không ngờ hình thành một trưởng ấn cự đại, đánh thẳng về phía Hồng Điệp. Lần đầu tiên sắc mặt Hồng Điệp đại biến, nàng muốn lui về, nhưng trưởng ấn này quá lớn, trong nháy mắt đã đánh tới, xuyên thẳng qua cơ thể Hồng Điệp. Sau khi đánh lên mặt đất, từng đợt sóng xung kích ầm ầm tỏa ra. Thế nhưng vào lúc ấy, Hồng Điệp lại kinh ngạc phát hiện một trưởng kia không để lại cho nàng một chút thương tổn nào. Lúc sau nàng mới hiểu, một trưởng vừa rồi của Vương Lâm chỉ là trong nhất thời đột nhiên có cảm ngộ, chỉ mới đạt được bề ngoài mà thôi.
Còn Vương Lâm, trong lúc Hồng Điệp bị đình trệ, anh ấy đã nhanh chân mở ra một cái trận pháp của Đại La Kiếm Tông rồi nhanh chóng biến mất. Khi Hồng Điệp ngẩng đầu lên thì thân ảnh Vương Lâm đã biến mất, ánh mắt nàng lộ ra vẻ lạnh lẽo nói. Còn truyền tống trận, xem ra thân phận hắn ta không tầm thường. Hơn nữa, đạo pháp của hắn phi phàm, pháp bảo lại nhiều vô số, tên này hắn phải là một tinh anh đệ tử. Dứt lời, ánh mắt Hồng Diệp lóe lên, trầm mặc một chút, sau đó xoay người bay về phía xa. Còn Vương Lâm lúc này, anh ấy đã tới một mảnh vỡ tiên giới khác, chưa kịp xem xét kỹ mà chọn bừa một cái, nên khi hắn tới đây không khỏi ngẩn người. Nơi này giống như một thế giới của lửa vậy, khắp nơi trên mặt đất đều là nham thạch nóng chảy đỏ sậm, thỉnh thoảng lại có một bọt khí nổi lên, vỡ tung, tỏa ra mùi hăng hắc. Bầu trời là một mảnh tối đen, thỉnh thoảng lại xuất hiện những khe nứt không gian muốn hút người khác vào bên trong. Đối diện với nó, thần thức của hắn tản ra, tận lực né tránh các khe không gian như hổ đói rình mồi, thân hình cũng bay nhanh đi. Thế nhưng trong lúc di chuyển, suýt chút nữa một cái khe nước không gian đã hút được anh ấy vào. Rất may, Vương Lâm đã kịp thời tránh né. Tuy vậy, nó cũng làm quần áo Vương Lâm cháy mất một mảng. Dừng lại một chút, Vương Lâm có cảm giác nơi này nguy hiểm, chẳng khác nào khi ở chỗ của cổ thần. Hít sâu một hơi, Vương Lâm lại tiếp tục di chuyển. Một hồi lâu sau, thân hình mới phóng được xuống lòng đất và dừng lại ở một hang động. Thế nhưng, ngay khi Vương Lâm đi vào, anh ấy dùng thần thức dò xét thì đột nhiên phát hiện ở phía xa cũng có hai người của Đại La Kiếm Tông dùng truyền tống trận vừa tới. Sau đó, thân hình họ liền phóng nhanh về phía xa. Vừa đi, cái tên Tam Sư Huynh vừa nói, Lục Sư Đệ, nơi này hết sức nguy hiểm, chú ý khe hở không gian. Tam Sư Huynh, nơi này chính là động phủ của tiên thú năm đó sao? Không sai, Thủy Tổ lão nhân ra sau mấy lần tiến vào tiên giới mới phát hiện ra nó. Sau khi tiến vào nơi đây, không thể sử dụng thuấn di, vì thế nhất định phải cẩn thận. Hai người vừa nói chuyện, thân thể vừa rơi xuống tiến vào bên trong một cái động. Phía sau, thân ảnh Vương Lâm cũng yên lặng bám theo, nghe đám người kia nói Vương Lâm mới biết đây chính là tiên phủ của tiên thú ở tiên giới. Còn hai người kia, bọn hắn lại tiếp tục tiến lên, chẳng bao lâu hai sư huynh đệ kia đã gần tới được đáy động. Thần thức Vương Lâm đảo qua, âm thầm kinh hãi, đáy động này là một động phủ rất lớn, bốn phía dày đặc các cửa động nhỏ. Hắn trầm ngâm một chút, hướng về phía một cửa động bay tới, nơi đó chính là nơi mà hai sư huynh đệ kia tiến vào. Đang phi hành, ánh mắt Vương Lâm đột nhiên sững lại, thần thức của hắn chứng kiến ở cách hai sư huynh đệ kia hơn trăm trượng có một bức tượng đá lớn tầm 10 trượng. Tới đây, hai tên kia dừng lại, sau đó, cái tên sư huynh kia thanh âm vang lên nói, Sư đệ, năm đó Thủy Tổ đại nhân tìm được tiên thú ở nơi này, người hộ pháp giúp ta, để ta thu tiên giới khí. Dứt lời, tên tam sư huynh kia liền dùng sức rời bức tượng ra một bên, sau đó một tia tiên giới khí từ trong đó tỏa ra hào quang xuất hiện. Ngay lập tức, người này vỗ túi chữ vật xuất ra một cái tiểu hồ lô màu xanh rồi thu tia tiên giới khí vào, làm xong, hắn ta cười nói. Lục sư đệ, lần này thu hoạch của chúng ta không tồi, tiên giới khí này đủ để ngưng kết hai hạt tinh thể, ngươi một mảnh, ta một mảnh, xem như hoàn thành yêu cầu thấp nhất của bốn phái. Thế, Phương Lâm hai mắt sáng lên, cái hồ lô này đối với anh ấy quả nhiên là bảo vật. Bởi thế, Phương Lâm liền nghĩ cách lấy nó. Và liệu rằng tiếp theo, Phương Lâm có thực hiện được kế hoạch hay không? Theo dõi kênh YouTube Review 5 Phút để biết thêm chi tiết các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!